Chỉ còn vài ngày nữa, Festival Hoa Kiển lần thứ nhất tại Đồng Tháp sẽ diễn ra. Chuẩn bị cho sự kiện này, diện mạo đô thị Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp cũng đang thay đổi từng ngày. Ghi nhận vào đầu giờ chiều nay, hàng trăm ngàn giỏ quà đã bắt đầu được tập kết về khu vực quảng trường thành phố Sa Đéc, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính của Festival Hoa Kiển Sa Đéc để phục vụ cho công tác trang trí. Ngoài việc bố trí và sắp xếp quà vào các mô hình đã được thiết kế từ trước, thì các đại cảnh, tiểu cảnh và các mô hình còn lại cũng đang được đơn vị thiết kế khẩn trương thực hiện lắp ráp vào khung. Việc thi công sẽ được thực hiện kể cả vào ban đêm để kịp hoàn thành trước ngày khai mạc festival. Phần thi công mặt bằng quảng trường phục vụ cho lễ hội đã cơ bản hoàn thành. Các tuyến đường nội bộ trong khuôn viên cũng đã được thảm nhựa hoàn thiện. Riêng khu vực sân khấu phục vụ chương trình đêm khai mạc và các chương trình diễn ra hàng đêm trong suốt sự kiện cũng đã cơ bản hoàn tất khâu lắp ráp để chuẩn bị cho đêm khai mạc vào tối ngày 30 tháng 12 tới.